9 giờ. Thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tập trung các nguồn lực để đồng bào dân tộc Khmer vượt khó. Những nơi trước đây còn nhiều khó khăn, nay đã chuyển mình. Nửa đầu năm, xuất khẩu gạo có nhiều tín hiệu rất khả quan cả lượng và giá trị xuất khẩu, cho thấy chất lượng hạt gạo của Việt Nam được nâng cao. Các cái giải pháp canh tác theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm được ứng dụng rộng rãi, nên chất lượng lúa thì cũng đảm bảo. Đặt lại tên làng, chuyện không nhỏ khi mỗi cái tên là cả câu chuyện sâu sắc về văn hóa lịch sử gắn bó bao thế hệ. Ấn Độ sắp trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới đưa tàu vũ trụ hạ cánh an toàn trên bề mặt mặt trăng. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ 6 ngày 14 tháng 7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng